rất là căn bản và cũng là rất là trí tuệ, cũng khó nữa, và là khá dài. Thành ra tôi xin đọc từng đoạn thôi, xin thầy chứng tâm trên đọc cho từng đoạn. Như đoạn đầu là đọc từ trang 111 đến 115 á, từng phần như vậy, rồi chúng tôi cắt nghĩa và nói nội dung ý nghĩa từng phần để cho dễ theo dõi. Cả bí kính khá dài, xin bắt đầu. Kinh Chánh Tri Kiến. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi xã về tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta xả lời Phật gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Chư hiền, chánh tri kiến được gọi là như vậy. Chư hiền, cho đến như thế nào một thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy từ Tôn giả Sariputta. Thật lành thay nếu Tôn giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy. Sau khi nghe Tôn giả Sariputta, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Chư hiền, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng hiền giả. Các tỳ kheo vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Hiền giả, khi thánh đệ tử tuệ trí được bất thiện và tuệ trí được căn bổn bất thiện, tuệ trí được thiện và tuệ trí được căn bổn thiện, chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bổn bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bổn thiện? Chư hiền, sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hành trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, ác khẩu là bất thiện, nói phù phiếm là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Chư hiền, như vậy gọi là bất thiện. Và chư hiền, thế nào gọi là căn bổn bất thiện? Tham là căn bổn bất thiện, sân là căn bổn bất thiện, si là căn bổn bất thiện. Chư hiền, như vậy gọi là căn bổn bất thiện. Và này chư hiền, thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ tà hành trong các dục là thiền, từ bỏ nói láo là thiền, từ bỏ nói hai lưỡi là thiền, từ bỏ ác khẩu là thiền, từ bỏ nói phù phiếm là thiền, không tham dục là thiền, không sân là thiền, chánh tri kiến là thiền. Chư hiền, như vậy gọi là thiền. Chư hiền, thế nào là căn bổn thiền? Không tham là căn bổn thiền, không sân là căn bổn thiền, không si là căn bổn thiền. Chư hiền, như vậy gọi là căn bổn thiền. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ trí bất thiện như vậy, tuệ trí căn bổn bất thiện như vậy, tuệ trí thiện như vậy, tuệ trí căn bổn thiện như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến màng tùy miên, tôi là đoạn trừ vô minh khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, như vậy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Lành thay hiền giả. Các tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sariputta và hỏi thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi như sau. Ngang đỏ thôi, xin ngang. Ngang đi, cái phần thứ nhất là thiền và bất thiền, rồi đến phần tiếp theo là các thức ăn. Thưa quý vị, lật lại từ trang đầu. Kinh chánh tri kiến Samadhi Sutta là cái thấy đúng nữa. Chánh tri kiến là thấy đúng, right view là thấy đúng, thấy được các pháp đúng như các pháp đang là, nghĩa là thấy nó là duyên khởi, nó là vô ngã, vô thường và khổ đau đó. Thấy mọi hiện hữu là vô ngã duyên khởi, cái đó gọi là chánh tri kiến, thấy đúng, nó cụ thể là vậy. Nhưng mà từ cái cơ bản đó nó đẻ ra nhiều cái khía cạnh khác, rồi mình triển khai ra cũng gọi là chánh tri kiến. Thì bản kinh này đang triển khai. Một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana,
vườn ông Cấp cô độc. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta gọi là các tỳ kheo: này các tỳ kheo hiền giả, các tỳ kheo ấy vâng đáp thế tôn giả Sariputta. Tôn giả nói như sau: chư hiền chánh tri kiến, chánh tri kiến gọi là như vậy. Chư hiền cho đến như thế nào một thánh đệ tử? Thánh đệ tử, vì vì chú thích là đệ tử của bậc thánh. Đây là đừng nói về người đệ tử chứ không nói bậc thánh, mà đệ tử của bậc thánh, của các bậc A La Hán, của Bích Chi và của Phật gọi là đệ tử bậc thánh. Khi mà về một vị đệ tử bậc thánh hay gọi là thánh đệ tử á, có chánh trí kiến, trí kiến nhà trực, đó là cái thầy đúng đó đó, có lòng tín pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Quý vị biết là tôn giả Xá Lợi Phất là bậc đại trí tuệ bậc nhất của giáo hội, sau Đức Phật ngài là trí tuệ bậc nhất. Thì những cái lời trong này là rất là đánh thép, lời rất này rất là xác chứng, rất là mạnh. Thành mình có một cái lòng tin, học tin này mình hiểu mình sẽ có lòng tin mạnh lắm để phát khởi lòng tin. Như thế nào là có lòng tin pháp tuyệt đối? Những cái đó là những cái lời nói của bậc chứng ngộ sâu thẳm mới nói được. Như thế nào là có cái lòng tin pháp tuyệt đối và như thế nào để thành tựu diệu pháp này? Đó. Qua trang 112. Sau khi nghe tôn giả Sariputta đoạn đầu đó, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Thọ trì là ghi nhớ, vì chủ thích là ghi nhớ rồi đấy. Ghi nhớ gọi là thọ trì. Không thôi mình gọi thọ trì tưởng là có cái nghĩa gì khác. Nắm giữ trong tâm cho chặt, đừng có để rơi, nghe bao nhiêu thì hiểu bấy nhiêu và nắm kỹ cái nghĩa giảng dạy gọi là thọ trì. Ghi nhớ. Chư hiền vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Thưa vâng hiền giả, các tỳ kheo vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: chư hiền khi thành đệ tử tuệ trí được bất thiện. Tuệ trí đó là bữa trước còn nói là thấy biết với trí tuệ, hay là bằng trí tuệ gọi là tuệ trí, bằng trí tuệ để thấy biết, hoặc là thấy biết bằng trí tuệ, nghĩa là thấy biết đúng sự vật đó, đúng sự vật như thật. Bất thiện và căn bụng của bất thiện. Thì bây giờ đây trong cái đoạn này ngài Xá Lợi Phất có nói cái người mà có thể gọi là có chánh trí kiến, trí kiến chánh trực và thành tựu được cái lòng tín pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp á, là khi nào? Khi nào mà hiểu được bất thiện là gì, thiện là gì, và cái gốc sinh ra các bất thiện đó là gì, và cái gốc sinh ra các cái thiện là gì, căn bộ đó là cái gốc, vì vì gì chủ thích đó là cái gốc. Thì trong cái bất thiện ở đoạn này trình bày có thập ác nghiệp, thì quý vị đã biết cả rồi, quý thầy quý cô như quý phật tử đã biết, đó là ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về miệng và ba nghiệp về ý. Thân thì có là sát sanh, trộm cắp, tà, trong này gọi là tà hạnh, nó các dục đó là tà dục, tà dâm, tà dục. Thì có là ba nghiệp về thân. Rồi bốn nghiệp về lời là nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khẩu và nói lời phù phiếm. Là bốn cái đó là cũng là nghiệp ác đó, là bốn nghiệp sinh ra từ miệng, do miệng sinh ra. Rồi là bảy, ba nghiệp về ý là nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, đó là 10 ác nghiệp. Gọi là bất thiện nghiệp hay gọi là bất thiện pháp. Đó là bất thiện, nội dung nó là vậy, nội dung nó là rất rõ ràng là 10 ác nghiệp. Rồi thì 10 ác nghiệp là nó biểu hiện ra trong ba cái nghiệp thân khẩu ý, tất cả các nghiệp nó sẽ biểu hiện qua đến chính bản thân mình, chứ không phải ở ngoài, không phải ở đâu khác nữa, mà từ đến miệng, thân và ý. Và như vậy cộng lại là có 10 cái nghiệp, 10 cái hành động đó mà gọi là ác. Thì 10 hành động ác này do đâu mà sinh ra, thì căn bản là do đâu mà sinh ra, thì gốc nó là gì? Thì ngài Xá Lợi Phất dạy là ai mà thấy được 10 nghiệp ác như vậy, nhận ra 10 nghiệp ác rồi biết được là do đâu mà 10 nghiệp ác này phát sinh á, là nghĩa là biết được rằng do tham sân và si mà sinh. À, biết tham sân si là gốc của 10 nghiệp ác, như vậy là chánh trí kiến. Thì 10 nghiệp ác này quý vị biết là bảy nghiệp đầu là bốn nghiệp, ba nghiệp thân và bốn nghiệp miền, ba nghiệp cuối là tham sân si là ý rồi. Nhưng mà căn bổn của cái 10 nghiệp này là tham sân si, bởi vì đó là ba nghiệp của ý. Như vậy đoạn đề nói rất rõ là cái căn bản của nghiệp và căn bản của ác là do tâm, chứ không phải là do thân vì miền, ba nghiệp ý tạo ra. À, cái gốc nó ba nghiệp thân khẩu ý, nhưng quý vị có ba nghiệp ý thôi, ba nghiệp của ý thôi, quý vị nhớ này.
Thành thì gốc á, là vẫn là nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghĩa là cái nghiệp chỉ tạo ra, nghiệp ác chỉ tạo ra khi nào có tác ý. Tác ý tham, tác ý sân, tác ý si, đó là nghiệp ác. Nhưng mà trong ba cái tham sân si này là quý vị một nữa. Bởi vì gốc của tham là si, gốc của sân là si, và si từ nó là si rồi. Thành gốc của tham sân si là si, cho nên cái căn bản mà của 10 nghiệp ác này chính là si. Và si là gì? Si đó là gọi là vô minh, hay là không thấy rõ sự vật, hay là tà trí kiến. Tà kiến đó là si. Thấy sự vật ta vốn là vô ngã, thấy là hữu ngã. Vốn là duyên khởi, thấy là do các đấng này tạo, các đấng kia tạo. Cái đó gọi là tà kiến, cái đó là si. Chính cái gốc của 10 nghiệp ác là bắt đầu từ cái thấy. Mà trong các kiến trước mình đã đi qua đó, từ cái thấy sự vật sai đó, mà cái tâm nó khởi lên sai. Và từ cái tâm khởi lên sai, nó đưa đến các hành động sai, thân khẩu ý sai. Đó, thành thì cái gốc là nói có 10 nghiệp, nhưng cái gốc của nó chỉ một nghiệp thôi. Nếu như mà mình chần từ gốc á, là phải thấy chứ đúng, đừng thấy sai. Thì như vậy gốc của nó là phải thấy đúng, đó là chánh tri kiến. Tuy nhiên là vô si, còn tà kiến là si. Si là thấy sai, tà kiến. Và do vì thấy sai, thấy các pháp có ngã, cho nên tham mà khởi. Thấy nó là có cái tướng đẹp, tướng xấu đó. Rồi thấy cái tướng đẹp thì ưa, tâm ưa khởi gọi là tham khởi. Thấy cái tướng không ưa, cái chuyện không ưa mà đến với mình á, thì là sân nó khởi. Còn nếu như không có hai cái chuyện đó, hai đối tượng đó xảy ra, bình thường một cái đối tượng mà không tham, cũng là không ghét á, thì khi đó là hiện diện chỉ còn một mình si mà thôi. Si là cái nền tảng đó, còn mình si gọi là si khởi. Tuy nhiên cơ bản là như thế, thì mình chỉ hiểu như thế, mà ai thấy được như thế và hiểu như thế cũng đã gọi là chánh tri kiến, nhưng mới được một nửa. Rồi đến cái thiện, ngược lại với cái ác đó, 10 nghiệp ác đó thì gọi là 10 nghiệp thiện, là cũng 3 nghiệp về thiện về thân, và 4 nghiệp về lời, và 3 nghiệp về ý, nghĩa là không làm tất cả những cái đó. 10 nghiệp ác đó, từ bỏ 10 nghiệp ác đó, không làm rồi mới từ bỏ, xa lạnh nó, từ bỏ nó, đoạn trừ nó. 10 cái nghiệp ác đó thì cái việc làm đó nó phân ra làm gọi là 10 nghiệp thiện, 3 nghiệp về thân, 3 nghiệp, 4 nghiệp về lời, và 3 nghiệp về ý. Và cái căn bản của 10 nghiệp thiện nghiệp này từ đâu sinh? Thì nó là gốc, Ngài Xá Lợi Phất dạy đó là vô tham, vô sân và vô si. Không tham, không sân và không si. Do vì cái tâm không tham, không sân, không si, cho nên cái 10 nghiệp ác không thể khởi lên được. Và thay vào 10 nghiệp ác đó là 10 nghiệp thiện khởi. Mà quý vị nhớ là như vậy, đấy là một cái tính chất rất tích cực của Đạo Phật. Không phải là vô tham, vô sân, vô si là ngồi yên, không muốn gì cả rồi ngồi yên ngơ ngơ. Không phải như vậy. Không tham, không sân, không si. Không tham đó, vậy không sân là từ, mà không tham đó là tuệ rồi đó, không si là tuệ đó. Thành thử không tham, không sân, không si. Không tham là định, vô định. Còn không sân là ni vô từ, mà còn không si là tuệ. Thì chính với cái tâm lý không tham, không sân, không si, khi hành động đi vào cuộc đời ấy, nó mới biểu hiện ra 10 hành động thiệt, nghĩa là vẫn hành động, vẫn tích cực, chứ không phải là vì do và tâm an trụ trên vô tham, vô sân, vô si mà trở thành tiêu cực. Nó trở thành vẫn tích cực, mà thay vì làm 10 nghiệp ác đó mới gọi là tiêu cực, còn làm 10 nghiệp thiện là tích cực, và rất là tích cực. Thì cái gốc của 10 thiện nghiệp là vô tham, vô sân, vô si. Và quy về một chỗ nữa, đó là nghiệp ý đó. Tư ý mới sinh, nghiệp thiện cũng tư ý mới sinh. Chứ còn từ cái hành động một người say rượu, một người mà bị mất trí mà làm việc thiện không có phước gì cả, họ làm việc ác cũng có tội đó. Vì bởi vì không có tác ý. Tác ý mới gọi là nghiệp, đối đạo Phật là vậy. Tác ý mà nghiệp. Còn ai nói có cái nghiệp mà vô ký, nghĩa là không tác ý mà còn nghiệp, thì cái đó hoàn toàn ta đào, cái đó phi Phật giáo. Cái đó không phải Phật giáo. Phải tác ý mới có nghiệp. Thì khi mà tác ý 10 thiện nghiệp đó là do cái động cơ là cái tâm lý không tham, tâm lý không sân và tâm lý không si, hay là tâm lý xả bỏ tham, tâm lý xả bỏ sân và tâm lý xả bỏ si. Thì ba cái tâm lý này nó mà tạo thành 10 thiện nghiệp. Nhưng ba cái tâm lý này quy về một cái gốc là gốc vô si. Vô si gọi là chánh kiến, hay gọi là minh. Visa gọi là minh. Minh đó là thấy rõ sự vật như thật, là gọi là tác ý như lý đó. Tác ý như lý. Cái đầu cái ác á, là tác ý phi như lý, mà đưa ra 10 cái ác nghiệp. Còn cái này là tác ý như lý, như cái bài học đầu tiên của mình đó, thì gọi là tác ý như lý. Do thấy được cái đúng sự vật như thật, mà tự động cái tâm vô tham nó khởi, và tự động cái tâm vô sân nó khởi.
Giống như khi mình thấy một cái vật dơ trước mặt mình rồi thì mình không nắm nó nữa, thì cái đó là tham khởi. Và mình biết nó là mộng mị, sự vật mộng mị rồi, mình có dù không ưa ý sân cũng khởi nữa. Thì từ là cái tâm lý sân không khởi thôi. Thế có cái thấy thì tâm không khởi, sân không khởi, tham không khởi. Và như vậy là không tham khởi và không sân khởi. Thì động cơ chính là cái thấy. Và vì vậy cho nên cái đạo Phật gọi là duy tuệ để thị nghiệp, gốc nó là thấy, liền cái thấy. Và cái thấy đó mà thấy đúng đó gọi là chánh trí kiến. Ai thấy được như vậy gọi là chánh trí kiến. Và ai làm như vậy đó, làm 10 thiện nghiệp như vậy, thì cái công việc mà do cái thấy cả đúng sự vật rồi đi dẫn đến 10 thiện nghiệp á, cái công việc đó nó được lập lý, cái nghiệp đó được huấn đi huấn lại đến một cái đồ nó làm cho tan luôn, nó tiêu luôn cả cái tập quán của 10 ác nghiệp. Cho đến khi đó thì cái vị này á thì đoạn trừ được cái tham tùy miên. Ví dụ như thế này, nếu như mà mình khởi lên cuộc đời này mình mà vô tà kiến á, thì tham là khởi lên. Rồi khởi lên cứ giờ này đến dồn dập qua giờ sau nữa, rồi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Nó tạo thành một sức mạnh của tâm lý tham mạnh, nó chiếm lĩnh cái tâm thức mình, nó làm chủ tầm của sức mạnh trong á. Càng ngày càng mạnh, nó huống càng ngày càng mạnh. Cái đó nó nằm im đó, cái đó trở thành tùy miên. Nó vô trong đó trở thành nằm im trong đó. Thành cái sức mạnh của tuy biến nó mạnh lắm, nó sâu, giống như một cái tảng băng hà mà cái chân của nó ở đằng dưới. Còn cái mặt băng hà là cái phần nhỏ trên mặt biển, mặt nước. Còn cái phần chân dưới, cái phần tuy biến là cái phần đó. Đốn phá cái phần tuy biến này mới khó. Nhưng mà nhờ cái hành động 10 thiện nghiệp liên tục đó, nhờ duy trì thì thấy đúng sự vật đó, mà cái tham tuy biến nó sẽ bị đoạn trừ lần. Tham tuy biến là vậy, là cái tham nó ẩn ở dưới. Sân tuy biến là cái này là hôm trước mình gọi là tham tùy miên là cái tượng về sắc đó, còn cái sân tùy miên là gọi là dị tượng, gọi là chướng ngại tượng, là cái sân patiga anusayan là cái sân tùy miên. Tham tùy miên là raga anusayan là cái tùy miên nằm ngủ yên đó. Theo thì cái đó là sân tùy miên. Cái thứ ba đáng lẽ dùng là si tùy miên, đó là đúng, là tương đương là si tùy miên. Thay vì si tùy miên thì trong kinh này gọi là kiến màng tùy miên. Kiến màng tùy miên gọi là ditthi mana nusaya. Tuy nhiên là mana là màng, màng á là cái kiêu màng, cái từ hạnh là màng. Ditthi là kiến, cái thấy biết hữu ngã, thấy biết về các pháp đó, có tướng này tướng kia đó, là ditthi là kiến. Còn cái màng mana, cái từ hạnh, từ ngã về cái bản ngã của mình. Và cái mạng này, quý vị chú thích á, mạng này là cái một chi phần của năm thường phần kiệt sự. Mạng này là một chi phần của năm thường phần kiệt sự. Đó là sự giải trong cái bản kinh này. Mạng đó là trong cái hữu ái, vô hữu ái, mạng, trào cự và vô minh. Mạng này là vậy. Một trong năm cái chi phần của thường phần kiệt sự. Thì nếu mà hành như vậy á, thì mình nhổ tận gốc được cái gọi là kiến mạng tùy miên. Kiến mạng tùy miên là vậy đó. Kiến màng tùy miên thì thấy có cái ngã và cái từ hạnh về cái ngã, gọi là kiến màng tùy miên. Cái ngã của mình và cái ngã của sự vật, tự nhiên cái ngã của chủ thể thấy và cái đối tượng thấy, cái đó là kiến màng tùy miên. Và mình nói tắt cái kiến màng tùy miên đó thì cái lời mà ở đây ngài Xá Lợi Phất dùng là khi nào lời của ngài dạy là rất là thực mà rất là triết lý lá kỳ lắm. Là cái ngôn ngữ này là rất triết lý, là đó là gọi là kiến màng tùy miên tôi làm. Tôi là đó, tôi hiện hữu là tôi là, I am, tôi là, je suis hoặc là I am, tôi là. Cái đó, khi nào thấy tôi là, tôi có mặt, thì cái đó là cái kiến màng tùy miên có mặt. Tôi là, vì thấy tôi là có cái tôi, cho nên chi có cái tôi, cho nên mới tham khởi, sân khởi, si khởi, mới có phản ứng, đó. Mình nắm về cho tôi là tham, và đẩy ra khỏi tôi là sân, và cái mà không thấy đó, thì si. Thì cái này gọi là tôi là. Thì quý vị biết thật triết lý, người ta đừng nói là tôi là chứ không phải. Nói tôi là đi vô minh. Khi nào nói tôi là vô minh, mà nói không là mình. Thành triết lý của Đạo Phật là khi nào gọi là triết lý không là. Gọi là bất, bạc bất hay là bất phi. Rồi trong cái đại thừa trải khai, bất phi hay bạc bất. Là vì sao? Là vì để mà đi vào cái chỗ không là được cả. Tất cả sự vật vô ngã, cho nên không thể nói là. Nói là có hữu ngã, cho nên tôi là hữu ngã. Mà hữu ngã là ta kiến. Và tà kiến là sinh ra 10 ác nghiệp. Cho nên nói tôi, hệ mà có tôi, ý niệm tôi là, từ cái tượng mà khởi lên tôi là các hành động, ác nghiệp, bất thiện nghiệp khởi lên liền. Mà
thấy rõ không có tôi là hay là tôi không là, thì như vậy là chẳng kiến khởi lên liền. Thì khi mà vì nào mà thấy được như thế, mà hành được như vậy đến độ nhung nhuyễn, thì đoạn trừ cái gốc, cái tập quán, cái tập quyền tôi là đó, tập quyền khi nào thì tôi. Đó, quý vị thấy là mình sinh ra là tôi rồi, mà ngôn ngữ mở miệng ra là tôi rồi. Tôi con, về mẹ, về bố, về anh, về em, về chị, trời, về đất, về mưa, là gió rồi, tôi thà. Tôi thì này, tôi thì kia, nó tự đồng thành một cái gì như là một cái chân lý á. Mà thực ra cả đó là một cái tùy miên lớn, một cái tập quán đó, một cái tập quán rất mạnh của cái nghiệp của mình và của cái văn hóa của mình, của cộng nghiệp của con người và của văn hóa con người, nó tạo cho mình cái tập quán đó. Thành cái tập quán đó là một cái tùy miên mà cắt đứt khó lắm. Thành mở cái bị kính trước đó, thành bị kính trước đấy là quý vị thấy đó, ví dụ tầm vải chà, là nói rằng làm ta đoàn các sự kiến đã. Sự kiện là vậy đó, cái sự kiện do cái văn hóa và do cái tập quán đó là tùy miên đó, nó tạo ra. Thành thử phi cắt cái đó đã, rồi khi đó mới bắt đầu vô hành mới được. Thì đấy cũng vậy, thì ngài Xá Lợi Phất dạy là cho đến như thế, cho đến khi mà đoàn được cái kiến màng tùy miên tôi là, đó là cái gốc. Nếu có cái kiến màng tùy miên tôi là, thì tham tùy miên vẫn còn nuôi dưỡng, sân tùy miên vẫn còn nuôi dưỡng, và tham sân si tùy miên này sẽ là động cơ của 10 ác nghiệp. Cho nên nếu mà đoạn được cái kiến màng tôi là, kiến màng tùy miên tôi là, thì tha vô tham khởi, vô sân khởi, vô si khởi, và như vậy người thấy người thánh đệ tử, người đệ tử của bậc thánh sẽ là có niềm tín pháp tuyệt đối, lúc bấy giờ sẽ có chánh trí kiến, có trí kiến đại cực, như vậy mới gọi là thấy đúng đó. Chánh trí kiến thực sự, hàng quý vị thấy có chánh kiến khó chứ phải gì, có chánh kiến để mà tự nhiên người có chánh kiến là dù không vô định nào cũng thể sanh về cõi trời, chết cách nào về cõi trời cả, người cứ đi thẳng về địa bàn thôi. Thành chánh trí kiến rất khó. Thành cái điều đầu tiên của người Phật tử làm là chánh trí kiến. Phật tử là con Phật, nếu có chánh trí kiến mới gọi là Phật tử, không có chánh trí kiến thì mình không thể gọi là Phật tử được, dù mình là tu sĩ cũng vậy, không thể gọi là Phật tử. Thành cái làm thế nào để có chánh trí kiến là vấn đề, có cái bí kinh này mình phải nỗ lực để đạt cho được, và cái đó là sự nghiệp của mình trong cuộc đời này. Mà Hòa Thượng đã chọn cái châm ngôn mà 30 năm nay cho Đại học Phật giáo là duy tuệ thị nghiệp, phải lấy cái chánh trí kiến làm gốc đó. Thì cái này á, là khi đó là thành tựu diệu pháp nữa, đã quyết định nhất định thành tựu diệu pháp, không thể đi lui được nữa. Thì muốn bất thối và muốn cho cuộc đời mình đừng có đi lang thang trong sinh tử nữa, thì trước hết cái bước đầu tiên phải đặt, bước chân đi phải đặt là chánh trí kiến. Đó. Tất nhiên là phải xóa tan ý niệm tôi là, mà phải hiểu rằng là tất cả đều không là, đều không có ngã nào là cả. Thầy xin thầy đọc tiếp cho cái đoạn tiếp theo. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vì thánh đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chứ hiền có thể có. Chứ hiền khi nào thánh đệ tử tuệ trí thức ăn, tuệ trí tập khởi của thức ăn, tuệ trí đoạn diệt của thức ăn và tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Chứ hiền khi ấy thánh đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chứ hiền thế nào là thức ăn, thế nào là tập khởi của thức ăn, thế nào là đoạn diệt của thức ăn, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Chứ hiền có bốn loại thức ăn này khiến các loài chúng sanh đã sanh được an trụ, hay các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh. Thế nào là bốn đoạn thực, loài thoái loài tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chứ hiền khi nào thánh đệ tử tuệ trí thức ăn như vậy, tuệ trí tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ trí đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến màng tùy miên tôi là, đoạn trừ vô minh khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chứ hiền như vậy thánh đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Ngang đó.
sau khi mình trình bày đoạn này xong, tôi sẽ viết kinh bản về cái biểu đồ, quý vị thấy quý vị tóm tắt tất cả những cái gì mà từ các kinh trước cho đến cái đoạn này, đoạn này là đoạn tóm tắt luôn á. Thì quý vị thấy là ngài Xà Lợi Phất mà các chư tăng mà gặp ngài Xà Lợi Phất là luôn luôn hỏi những cái gì mình cần hỏi, tranh thủ để hỏi. Tất nhiên là ngài là đại trí tuệ, ngài thế nhập pháp giới, cho nên hỏi gì ngài cũng trả lời dễ dàng lắm. Và sau khi trả lời, nếu mà chánh trí kiến bằng một cái cách đó là thấy rõ thiền về bất thiền và cái gốc của thiền và gốc bất thiền rồi á, thì nó có cách nào để cũng có chánh trí kiến nữa, thì ngài nó cũng có nữa, có cách khác nữa. Cách đó là thấy được bốn thức ăn. Và cái này là quý vị chú thích kỹ á, cái này trước đây chúng tôi cũng ngồi nhận, khi đứng học á, thì vẫn ngồi nhận về thức ăn này. Và ngay từ điển đoàn không còn cũng các nghĩa không đúng đâu. Thì cái này á, quý vị chú thích thức ăn á, là như thế này. Thức ăn có nghĩa, còn có nghĩa đây, cái ý nghĩa đen là thức ăn, nhưng cái nghĩa của nó là gọi là sự nuôi dưỡng. Sự nuôi dưỡng. Sự nuôi dưỡng. Gọi là thức ăn là sự nuôi dưỡng. Cái ahara là thức ăn, tiếng Pali, nghĩa đen, còn nghĩa có nghĩa thứ hai của nó là sự nuôi dưỡng. Vì sao? Có bốn thức ăn đây là có đoạn thực, xúc thực, tứ niệm thức thực và tứ niệm thực, hay là tứ niệm thực và thức thực. Thì mấy cái này trước đây chúng tôi cũng hiểu nhầm nè. Ngay cả mấy cái thực này mỗi lần mình trình bày là khó, hay đi lướt qua thôi. Thì chúng tôi phải tra kỹ và phải suy nghiệm kỹ và phải đối chiếu kỹ. Thì hôm nay chúng tôi trình bày thật chi tiết để quý vị chép. Cái mà đoàn thực là như thế này, gọi là Kabalinkara. Kabalinkara là Kabalink á. Kabalink là từng viên lại. Là từng viên lại. Kara là làm nên. Là cái thức ăn ahara. Kabalinkara ahara. Thì ahara này là thức ăn. Mà cái thức ăn mà làm thành, nó được làm thành viên. Thì là mình phải hiểu như thế này. Hồi xưa tôi học quý vị cho rằng là đó là thức ăn mình ăn thực phẩm á, rồi ăn vô thành từng viên vô trong miệng thành từng viên đó, mà họ không phải như thế. Là bởi vì người Ấn Độ á, là mỗi lần ăn á, họ để một cái mâm cơm, một đồ ăn với cơm ở trong cái dĩa, rồi họ mới để một miếng cơm, kéo lôi miếng đồ ăn này ra, rồi vo cái tay á, thì họ thọ trong miệng. Hàng gọi là cái Kabalink, Kabalink là vậy đó. Thì họ, khi họ vo là gọi là kara, họ làm cho thành cái viên đó. Thì cái gọi là đoàn thực, đó là nghĩa đen. Nhưng mà cái đoàn thực đấy là nói như thế này. Đoàn thực là nói là sự nuôi dưỡng cái thân ấy, gọi là đoàn thực. Quý vị chú thích này. Sự nuôi dưỡng cái thân gọi là đoàn thực. Cái gì mà nuôi dưỡng cái thân ấy, thì cái gọi là đoàn thực. Nuôi dưỡng cái thân mình. Là bởi vì không phải chỉ ăn mà thôi. Không phải cái thức ăn mà thôi, thức uống nữa. Mà không phải thức uống. Bây giờ quý vị biết là hàng con cái, ngoài cái ăn thì uống con chuyên serum nữa. Uống vitamin nữa, tất cả cái đó là cái đó đều là đoàn thực hết. Tất cả cái đó là cái mình nuôi dưỡng cái thân á, thì cái này gọi là cái nutrition of body, cái về sự dinh dưỡng, sự nuôi dưỡng cái thân thì gọi là đoàn thực. Làng này tôi viết trên bảng đoàn thực là vậy. Rồi khi đến cái mà gọi là xúc thực, để quý vị cũng biết xúc thực là khác cái đoàn thực một chút. Xúc thực là gọi là phasaharo đó. Tự nhiên phasa là xúc và ahara là thực phẩm. Thì cái phát xa này xúc, chính xúc là thực phẩm. Cái thứ nhất á, là tất cả cái thức ăn, thức uống đó nuôi dưỡng cái thân mạng, nuôi dưỡng cái sắc thân. Còn ba cái còn lại là xúc thực, tứ niệm thực và thức thực. Là ba cái này nuôi dưỡng cái tâm của mình. Nuôi dưỡng cái tâm và nuôi dưỡng cái nghiệp. Để cái đoạn sau là quý vị biết đó. Là cái đoạn này Đức Phật nói này. Thế nào là thức ăn, thế nào là tập khởi thức ăn, thế nào là đoàn diệt thức ăn, thế nào là cung đường đi để đoàn diệt thức ăn, có bốn loại nữa. Thì đoàn quý vị gạt cái câu này chỗ mà chư hiền thế nào là thức ăn, thế nào tập khởi thức ăn, cái câu này tôi sắp đọc đây này. Chư hiền, tiếp theo đó là chư hiền có bốn loại thức ăn này, quý vị gạch dưới mình thấy cái rõ cái ý rằng có bốn loại thức ăn này khiến các loài chúng sanh, có bốn loại thức ăn này khiến các loài chúng sanh đã sanh thì được an trụ đó, và hay các loài hữu tình sẽ sanh sẽ được hỗ trợ cho sinh. Đã sanh thì được an trụ, còn sẽ sanh thì được hỗ trợ cho sinh. Như vậy là nó nuôi dưỡng cái thức ăn này, đoàn thực nó nuôi dưỡng cái cơ thể đã sinh thì nó được ăn trụ để nuôi cái thân này. Nếu như không ăn là chết liền, thân đoạn là mạng đoạn là chết ngay, nghiệp đoạn ngay.
Nếu như không ăn là chết đó. Thì ăn mới sống được. Thì để cho cái nghiệp nuôi dưỡng cái thân này là cái đã sanh thì được an trụ. Còn những hữu tình nào mà sẽ sanh á thì sẽ được hỗ trợ cho sinh. Mình đây chứ mình tạo nghiệp ba cái thức ăn sau cùng là nó vừa nuôi dưỡng cái nghiệp hiện tại và nó chuẩn bị một cái nghiệp thức cho cái đầu thai kiếp sau nữa. Cái đó là cho hữu tình sẽ sanh là vậy. Cho nên cái thức thực, cái tứ niệm thực và xúc thực là nó nuôi dưỡng cái tâm, và cái tâm đó là cái nghiệp đó, cái hành nghiệp, nuôi dưỡng cái nghiệp lực để mà đi đầu thai kiếp sau nữa đó. Cái đó là ba cái thức ăn sau. Cho nên xúc là một cái thức ăn nuôi dưỡng để đi đầu thai, nuôi dưỡng nghiệp hiện tại và nghiệp tương lai. Và cái thức đó là thức ăn cho nên gọi là thức thực. Xúc đó là thức ăn gọi là xúc thực. Và cái tứ niệm thực là thức ăn gọi là tứ niệm thực. Tứ niệm là gì? Là hàng gọi là tư duy. Tứ niệm đó là tư duy, thought là tư duy rồi thôi. Tứ niệm thực. Tư duy, vì tư duy cho nên hàng phải tạo ra nghiệp, nó tạc ý đấy. Tạc ý, tư duy và tạc ý là tư niệm thực. Thì mấy cái quý vị biết xúc á, là vì sao là thức ăn đưa đến nghiệp? Do xúc mà có thọ, có ai khởi. Xúc. Mà cái xúc đó, rồi cái thức đi vô đi xúc, xúc cái gì mà êm được ứng tiếp tục hoài. Ứng cứ lập đi lập lại hoài đó, cái thức đó, nó tăng cái thói quen. Một cái thói quen nó cứ đẩy mình, cứ thúc mình đi tới cái xúc đó nữa. À, có cái nghiệp tạo thành cái nghiệp như vậy đấy, xúc rồi cái thức vậy, cái thức cái biết cái thức, mà khi biết quen cái mùi đó rồi, quen cái vị đó, quen cái đó rồi, thích cái đó tự nhiên có cái hỷ khởi đấy, rồi cái thức đó nó mạnh thêm lần lần, cái thức về cái đối tượng đó mạnh thêm lần lần, đẩy một cái nghiệp. Và cái tư niệm là đó mới yếu tố quyết định sau cùng đó, tư niệm thực nó tác ý, nó tạo nghiệp, tư niệm thực. Thì bốn thức ăn này á, thì quý vị thấy tuy là nói thức ăn thôi, chứ nói là cũng là nói đến ngũ uẩn nữa thôi, tất cả là nằm trong bảy uẩn thôi. Thức là thức uẩn, tư niệm thực là hành uẩn, xúc thực là xúc đấy, xúc cảm thọ hẳn đi vô trong cái lục xứ đó, lục nhập lục xứ đó, là tất cả đó thì tạo thành một cái nghiệp, hẳn cũng tạo thành nghiệp. Nếu như ai thấy được bốn cái xúc này và thấy được cái tập của mấy cái xúc này là cái nguyên nhân, cái gốc mà hằng sinh bộ cái xúc này, thì quý vị biết rằng là họ ai mà học duyên khởi thập nhị duyên là biết do ái mà khởi. Nói ái khởi, nói vô minh khởi cũng được, nhưng mà Đức Thế Tôn hay nhấn mạnh cái ái là vì cái ái chúng sinh dễ cảm nhận lắm, do động cơ là ái cho nên chi mình xúc mình khởi, rồi tác ý đó, xúc mình khởi, rồi có thức khởi, nó nuôi dưỡng thức và nó nuôi dưỡng cái hành. Thành ái là thuộc hành luôn rồi đó, ái là hành đó. Tha mộng hành, thành cái này là quý vị phải chú nhuần nhuyễn, biết hẳn là loại uống nào, biết loại là chi hành, chi phần nào của duyên khởi. Thì mấy cái này là cũng nằm trong mấy chi của duyên khởi cả. Và ái là cái nhân, sinh ra bốn cái xúc này. Nếu ái mà khởi thì bốn xúc này khởi. Mà nếu đoàn được cái ái thì bốn xúc này đoàn. Đoàn ái, ái là vốn như tự đế, Đức Phật dạy ái là tập đế, là gốc của khổ. Và vì vậy bốn cái thức ăn nó khởi lên. Chứ bây giờ đoàn ái thì đoàn bốn xúc. Mà con đường đi đến đoàn bốn thức ăn này á, thì gọi là cũng là chánh bát thần đạo mà thôi. Tất cả đi về đạo đế là bát thần đạo. Từ đây là tứ đế, tứ đế về thức ăn, tứ đế về các nghiệp thiền ác và tứ đế về thức ăn. Bây giờ đây là dùng tứ đế để mà soi, là cái tứ đế hiện ra như một phương pháp để mà làm thế nào để hiểu được các cái vòng tâm, cái chánh tâm, và làm thế nào để hiểu được. Sau này quý vị sẽ thấy 12 chi phần nhân duyên, cái đoạn sau sẽ thấy 12 chi phần nhân duyên. Bây giờ, rồi nếu như mấy thức ăn này á, mà tiếp tục khởi, bởi vì hệ mà thức khởi, mà hành khởi á, thì tất cả cái thức đó là nuôi dưỡng cái ngã hết á. Cái ái vốn là cái ngã khởi rồi, rồi cái xúc cũng là cái ngã khởi lên, do cái ý tưởng về hữu ngã khởi lên. Và cái thức cũng là nuôi dưỡng ngã thức là vốn là tạc ý là ngã rồi. Và cái tư niệm đó cũng là ngã. Thì những cái này là nuôi dưỡng cái ý niệm tôi là, cái này gọi là cái kiến mạng tùy miên. Và nếu như mà đoạn được cái bốn thức ăn này, hay là đoạn được ái là gốc của bốn thức ăn này, thì đoạn được cái kiến mạng tùy miên tôi là. Và chỗ này tôi nhắc lại là hồi trước có kể câu chuyện bà Mahabasa Ba Đề, Đức Phật dạy là phải ái đâu đoạn đó là vậy. Đoạn được cái ái xong là đoạn bốn thức ăn, và đi đến cái là cái có cái chánh tri kiến ngay, cái chi kiến chánh trực, và thành tựu diệu pháp ngay.
thì nếu cũng đi đến một cái kết quả giống nhau, tất nhiên là quý vị có thể quan sát theo dõi bất cứ một cái đối tượng nào của tâm của pháp gì cũng được. Mà tôi viết trên bảng cái phần này. Gọi là do cái gốc đó là tác ý phi như lý, mà từ cái gốc tác ý như lý đó mà nó khởi ra cái tham, cái sân, cái si. Do cái tạc ý phi như lý, nghĩa là tạc ý hữu ngã, cái này là gọi là vô minh, gọi là tạc ý hữu ngã là vô minh. Vô minh hay gọi là cũng si nữa cũng được, vô minh cũng được mà si cũng được mà tà kiến cũng được. Đó, do cái tà kiến đó mà sinh á, hàng gọi là mithyadithi, là tà kiến mà sinh thì vô minh. Rồi mày khi mà nhìn thấy sự vật mà nhìn sai á, thì cái tâm lý nó khởi liền, nó khởi tham, khởi sân, khởi si liền. Thì cái mà ta kiến này chính là si rồi, si này là moha rồi, là chính là si rồi. Mà nó là gốc của để khởi cái tham, để khởi cái sân nữa, cho nên nói chung là tham sân si. Rồi cái tham sân si này á, ba cái này này, nó mới tào xuống này. Mười ác nghiệp đó, hay gọi là bất thiện pháp. Nó mới tạo xuống mười ác nghiệp, sinh ra mười ác nghiệp. Rồi mười ác nghiệp này á, nó mới nuôi dưỡng, nó lặp đi lặp lại hoài, nó nuôi dưỡng ba cái gọi là tham tùy miên, sân tùy miên và si tùy miên. Nó làm cho cái ba cái này nó mạnh dần dần ấy. Cái này hôm trước tôi có việc rồi hả? Tham tùy miên. Sân tùy miên. Và si tùy miên, cái này gọi là kiến mạng tùy miên. Cái này là kiến mạng tùy miên, này là tôi là đấy hả? Sân tùy miên họ dùng chữ patiga. Patiga là vì họ hẳn là sân đó, bản chất hẳn là sân, nhưng cái thái độ tâm lý phản ứng từ bỏ gọi là patiga. Patiga nu xây ra. Còn cái kiến mạng tùy miên là đây này. Nó đi như thế này, quý vị viết cái bài đó, quý vị thấy hết cái gốc của hàng. Và cái này á, chính bác thế này nó đẻ ra khổ đau. Khổ đau sinh tử đó. Nó đẻ ra khổ đau, tất cả khổ đau miên viễn. Bây giờ quý vị theo dõi nè. Từ cái khổ, mình đứng đi từ cái chỗ khổ này nè, và bị
bị đè nén, bị chế ngự bởi tham tùy miên, sân tùy miên và si tùy miên. Chứ mình đi ngược lại, muốn đoạn cái khổ này á là phải đoạn cái tham tùy miên, sân tùy miên và si tùy miên này, quý vị thấy đó. Mà đoạn tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên thì đoạn được 10 ác nghiệp, thì tự nhiên là đoạn được tham sân si, và như vậy là đi đến đoạn được tham sân si, đi đến cái tác ý như lý hay là minh, mà minh khởi tự nhiên là vô minh diệt, là khổ diệt. Bây giờ qua cái phần thứ hai này, tác ý như lý. Ngược lại như thế, chứ tôi khỏi việc mà cái tiếng Pali, quý vị thấy. Vô tham, vô sân, vô thêm chữ A này, vô si. Vô tham, vô sân, vô si. Và cái vô tham, vô sân, vô si này, ba cái này á, nó mới đẻ ra 10 thiện nghiệp, nó mới sinh ra 10 thiện nghiệp. Mười thiện nghiệp. Và do 10 thiện nghiệp nó làm á, nó mới đoạn trừ cái tham, đoạn trừ ba tùy miên. Tôi để ba tùy miên như quý vị thấy, quý vị việc qua bên kia, ba tùy miên đó. Khi mà đoạn trừ ba tùy miên là đoạn trừ được, ba tùy miên này là đoạn trừ được cái ý niệm tôi là, hay là kiến mạng tùy miên là cơ bản tôi là. Đoạn trừ được tôi là tất nhiên là gì? Nó tương đương này, nó tương đương là minh, visa. Visa là minh, minh khởi, minh hay là gọi là minh khởi. Khi mà trong thập nhị hướng duyên á, lát nữa tôi trình bày thập nhị hướng duyên, cái bài này nó đi vô chuyên môn lắm. Thì visa này là minh khởi á, thì trong 12 nhân duyên là vô minh duyên, hành duyên, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, lão, tử, sầu, bi, khổ, nào. Thì khi mà minh khởi á, thì mình gọi, thay vì nói minh khởi thì mình nói vô minh diệt. Thì mô minh diệt tức là hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, thọ diệt, ái diệt, vân vân, thụ diệt, sâu bí khổ nào diệt, đây là khổ diệt. Cho đến chỗ này á, thì người đệ tử của bậc thánh mới có trí chánh trí kiến, trí kiến chánh trực, mới cái có lòng tin tuyệt đối vào pháp và mới thành tựu diệu pháp. À, nó cái pháp là như vậy. Để quý vị viết mấy cái này thôi. Qua bên này bát thức ăn, bốn thức ăn này. Tiếng Anh thì đơn giản hơn này. Tư niệm là mano này là cái ngã, còn cái sanketana là cái tư tâm sở. Tư tâm sở này gọi là thought á.
đơn giản ha. Ngày càng ngày thức thực. Được làm nên nữa, còn cái aharo này, còn cái aharo là thức ăn được làm nên thành viên và lời đoạn thực. Giờ xin thầy đọc tiếp cho cái đoạn theo tiếp theo. Lành thay hiền giả, các tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời nói tôn giả Sariputta, liền hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: Này hiền giả, có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này thánh đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thành đệ tử tuệ trí khổ, tuệ trí tập khởi của khổ, tuệ trí đoạn diệt của khổ, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chư hiền, khi ấy thành đệ tử có chánh trí kiến, có trí kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là khổ? Thế nào là tập khởi của khổ? Thế nào là đoạn diệt của khổ? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ nào là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thường là khổ. Chư hiền, như vậy gọi là khổ. Chư hiền, thế nào là tập khởi của khổ? Chính ai đưa đến tái sanh? Cùng khởi hỷ dục và tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái. Thêm quý vị thêm hữu ái nè, rồi đến tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chư hiền, như vậy gọi là tập khởi của khổ. Chư hiền, thế nào là đoạn diệt của khổ? Đó là sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàng sự quang bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khả cải ấy. Chư hiền, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chính là thánh đạo tám ngành đưa đến khổ diệt, tức là chánh trí kiến, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ trí khổ như vậy, tuệ trí tập khởi của khổ như vậy, tuệ trí đoạn diệt của khổ như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của khổ như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên như trên và thành tựu diệu pháp này. Đoạn này quý vị để ý, đoạn này á là một cái câu hỏi khác và một cái cách mà giúp cho mình tu khác, một cách hiểu khác, một cách cắt nghĩa khác về làm thế nào để đi đến cái chánh trí kiến. Thì thay vì nói các thức ăn, thay nói về thiền, về bất thiền, thì tôn giả chỉ còn nói đề cập một chữ thôi, đó là chữ khổ. Mà đoạn này hoàn toàn tự đế, quý vị thấy toàn cả đoạn này là tự đế, quý vị. Và cái tự đế này, vừa đoạn này là một nói đáng nói chỉ một chi phần khổ trong 12 chi phần của nhân duyên thôi. Vô minh đến hành đến đến hữu rồi sanh lão tử sầu bi khổ u não, khổ đó đó. Đức nói cái chi cuối cùng đó là khổ, và muốn hiểu được cái chi đó thôi, hiểu được một chi nhân duyên thôi, thì như vậy là đoạn tầng khổ đau. Đừng nói là hiểu 12 chi, nhưng mà hiểu một chi là phải hiểu 12 chi, phải hiểu 12 chi rồi mà hiểu một chi. À, hiểu một chi khổ đó thôi thì nhất định là đoạn tầng khổ đau, quý vị thấy. Nên như vậy có chánh trí kiến sinh khởi,
có tuệ sinh khởi, và như vậy sẽ đưa đến 10 thiện nghiệp và đưa đến cái diệt sạch, nhổ sạch cái tham tùy miên, sân tùy miên và kiến mạng tùy miên. Đó. Thì quý vị thấy đoạn này nói một cái chi phần khổ, đó là tứ đế rồi. Nói chi phần khổ không là tứ đế rồi. Cho nên họ mới hỏi là khổ là gì mà kể cái bát khổ, rồi cái nguyên nhân của khổ là tập đế là gì, đó là ái, và diệt đế là gì, là khổ diệt, là diệt đế, và con đường đưa đến khổ diệt là bạc thành đạo, đó là đạo đế. Quý vị thấy đó là tứ đế. Đoạn đó, một đoạn đó không là nói tứ đế rồi. Thành thử cái này quý vị biết là đây là bài kinh vẫn còn cố đọng, sau này mình sẽ triển khai từ phần nhỏ nữa. Đáng lẽ mà phải nói riêng từng phần mới rõ chi tiết được, còn đây tôi chỉ nói cái ý thôi, rồi sau này mình sẽ có dịp đi vô phần phần chi tiết, đi từng phần thấy thực rõ từng chi tiết và hành từng chi tiết. Thì như vậy là nội mục chi phần khổ đấy là của thập nhị nhân duyên, là mình đã hiểu được đạo Phật, có chánh tri kiến và hiểu được đạo Phật. Còn bát thành đạo là quý vị biết đó là gì, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tính tận, chánh định. Thì là cái đó là con đường gọi là đường của bậc thánh á, bát thành đạo. Chánh kiến, chánh tư duy gọi là tuệ uẩn, hay đó là chánh tri kiến là tuệ đấy, nói chung là tuệ, đó là tuệ uẩn, là một cái nhóm tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy dẫn đầu, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về giới, giới uẩn, và chánh niệm, chánh tính tận, chánh định là định uẩn. Và con đường mà để hành, để mà đoạn trừ cái tham tùy miên, sân tùy miên và kiến mạng tùy miên là giới, định và tuệ. Thành ra hiểu rất là cơ bản, không làm sao để mà khác được, ai nói khác đi là không phải đạo Phật rồi. À, quý vị thấy đấy, những điểm rất là cơ bản mà mình phải nắm chắc, đừng trao đảo, đừng lay động gì cả. Con đường nhất định là phải đi từng bước giới, định, tuệ, và dẫn đầu là chánh kiến, chánh tư duy. Và cái cơ bản đầu tiên là phải thấy dứt khởi, là phải có chánh kiến, là phải thấy duyên khởi. Không thấy duyên khởi thì không bao giờ có chánh tri kiến. Phải hiểu rõ duyên khởi. Có duyên khởi thì cái chi nổi trong một cái chi này thôi. Nếu ai hiểu được khổ là gì và là vì sao có khổ, và bằng thế nào để diệt khổ, thì người đó mà hiểu được như vậy rồi sẽ dẫn đến cái đoạn trừ cái kiến mạng tùy miên tôi là, và như vậy là đoạn tận được khổ đau và thành tựu diệu pháp. Quý vị thấy một chi khổ mà thôi. Thì cái đoạn tiếp theo quý vị biết, để quý vị sẽ thấy ngay. Giờ tôi mời thầy đọc tiếp thêm một đoạn nữa quý vị thấy. Lành thay hiện giả như trên này hiện giả, có thể có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này thành đệ tử như trên thành tựu diệu pháp này chứ hiện có thể có. Chứ hiện khi nào thành đệ tử tuệ trí già chết, tuệ trí tập khởi của già chết, tuệ trí đoạn diệt của già chết, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của già chết. Chứ hiện khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến như trên và thành tựu diệu pháp này. Chứ hiện thế nào là già chết, thế nào là tập khởi của già chết, thế nào là đoạn diệt của già chết, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của già chết. Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào, trong từng mỗi loài hữu tình, sự già cả suy lão, rùng răng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ ngày một hao mòn, bài hoài cả căn, chứ hiện như vậy gọi là già. Chứ hiện thế nào gọi là chết, thuộc bất kỳ hữu tình giới nào, trong từng mỗi loài hữu tình, sự mệt mục từ trần, hủy hoại diệt từ biệt mình chung, hủy hoại các quần, vất bỏ hình hài, chứ hiện như vậy gọi là già chết. Già như vậy và chết như vậy, chứ hiện như vậy gọi là già chết. Từ sự tập khởi của sanh có sự tập khởi của già chết. Từ sự đoạn diệt của sanh có sự đoạn diệt của già chết. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của già chết, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Chứ hiện khi nào thánh đệ tử tuệ trí già chết như vậy, tuệ trí tập khởi của già chết như vậy, tuệ trí đoạn diệt của già chết như vậy, tuệ trí con đường đưa đến đoạn diệt của già chết như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên như trên và thành tựu diệu pháp này. Thưa quý vị, bây giờ tôi đặt câu hỏi như thế này để quý vị xác định thế nào. Có một người đó mình chưa biết Phật tử hay là không phải Phật tử, họ nói thế này: khổ, mình mới đi qua cái chi phần khổ. Khổ là do có người chủ trương, là do người khác tạo, cuộc đời là tạo cho mình khổ.
Cũng như người đời hay than là vợ thì than chồng, chồng than vợ đó, than kinh tế, than đủ thứ là cuộc đời tạo cho mình khổ. Còn người nói do mình tạo ra, tuy nhiên khổ hoặc là do mình tạo ra. Còn người nói do mình tạo ra cả mới khổ, còn người nói do người khác tạo ra mà khổ. Còn người chủ trương rằng do cả mình và người khác tạo ra nữa mới khổ. Còn người chủ trương rằng không phải cái nữa là do Thượng Đế tạo ra mình khổ, bị trừng phạt. Thì như vậy quý vị bốn câu đó, chủ trương đó quý vị có đồng ý không? Ít ra là đồng ý một cái, ví dụ như nếu không thì cả mình và người khác ai đồng ý một trong bốn câu đó giao tay cho họ. Khổ do mình tạo ra, hoặc do người khác tạo ra, hoặc do mình và người khác tạo ra, hoặc là do không do Thượng Đế tạo ra, ai giao tay, ai đồng ý giao tay. Đồng ý một trong bốn cái thôi là giao tay. Ai không đồng ý bốn câu đó, cho bốn câu đó là sai. Quý vị biết, nếu đây là cái test để quý vị biết mình có chánh kiến hay không. Mình đã nói dương khởi rồi, khổ mà rằng do người khác tạo ra, có do nhân duyên sinh. Thì làm ra người khác tạo ra mà mình tạo ra, đã nói không tôi làm, mình thì gì nữa mà mình. Là cũng do mình và người khác tạo ra mà không do Thượng Đế. Khổ do duyên nhân duyên sinh. Quý vị thấy nè, đã nói do cái tập ái, tập khởi của ái mà khổ tập khởi. Mà mình nói mình khi không đưa mình qua một lạc, qua một phạm trù khác, nghe nói của lý quá, do người khác tạo, do mình tạo hay vừa mình người khác. Thực sự ra bốn cái chủ trước đó đều là tà kiến, quý vị thấy không? Thành khi mình học như khởi này phải tỉnh táo, đừng sợ hãi, nghe nó không có cái mình là mình sợ hãi, không biết chỗ nào để mình bảo vệ không phải. Hệ mà có mình có người khác đều là hùng ngạ cả, tà kiến cả. Khổ do duyên sinh, từ ái khởi, tập khởi, ái tập khởi là 12 những duyên tập khởi đó. Do 12 những duyên tập khởi mà khổ mới tập khởi. Chứ còn mà mình đã học đó, 12 những duyên tập khởi, khổ mới tập khởi. Chứ còn không phải là do cái một cái nhân duyên nào cả. Tất cả đều 12 nhân duyên sinh, như vậy mà gọi là có chánh tri kiến. Đó, bây giờ cái câu hỏi thứ hai quý vị biết, già chết là kể cái tưởng già chết là ai cũng rõ rồi. Bây giờ cái tập do cái gì sinh ra cái già chết, do cái gì khởi lên mà già chết khởi lên. Do sanh, không còn sanh làm gì của già đó. Đạo Phật mình nhìn cách đó đó, không đổ thừa cho ai hết, lúc nói là mẹ đẻ ra hay bị bố bị mẹ chứ cả. Tất nhiên là hẳn là do sinh có sinh mà hẳn có già chết. Hẳn là cái pháp nó về. Và già chết đó là cái nhân gần nhất. Mà già chết nó không phải dừng ngang đó đâu. Già chết không phải do trời tạo ra, đừng tạo hóa nó tạo ra. Lạc được đi vô cái chi tiếp theo nữa là già chết do cái gì. Thế bây giờ cái tập khởi của cái già chết đó là sạch. Rồi có một người khi Đức Phật dạy như thế, và tôi dạy xài Phật dạy như thế, thì có mấy vị tỳ kheo mà cũng học hành lâu lắm rồi mới hỏi. Rồi thì bạch Đức Thế Tôn, rồi thì ai khổ, ai thù, ai tạo nghiệp, ai sinh tử? Quý vị thấy câu hỏi hữu lý không? Ai nói hữu lý giống ta? Ai khổ? Mình hỏi lại đó. Rồi thì bạch Thế Tôn, rồi là ai khổ, ai thù, ai già, ai chết? Câu hỏi nói đúng không? Ai nói đúng giao tay, đồng ý giao tay? Vì nào không đồng ý giao tay? Cho câu đó là sai. Là cũng có mấy vị nè, phải giao tay cho mạnh mới đúng, mà chẳng đi khiến. Là đã nói trong duyên khởi không có ai cả, hằng vô ai, không có ngã, là mà nói ai là tôi là rồi, rơi vô cái kiến màng tùy miên tôi là rồi ai. Đức Thế Tôn nói rằng cái đó là tà kiến, không phù hợp với duyên khởi. Ta chỉ dạy Như Lai chỉ dạy duyên khởi do vô minh có hành, do hành có thức, do thức có danh sắc, rồi có thọ, có ái, có xúc, có thọ, có ái, có thụ, có hữu, có sinh lão tử khổ. Có khổ mà nhưng có ai khổ, phải không? Nhưng mà nghe hồi vô lý, nhưng mà chính nhờ cái vô lý đó mà thấy cho rõ là giác ngộ mà đoạn được khổ. Còn thấy có ai khổ là chỉ có một cái sự kiện khổ hẳn do các duyên tạo ra. Ví dụ như mình đùng lửa khổ, cái duyên của hắn là lửa và do xúc cái gì cả thọ, mà do cái thần kinh mình truyền về trên đầu mình nghe đau. Chứ còn mà chích vào một thuốc tê rồi lửa đùng cũng đau, nghe đau. Hắn do các duyên tạo ra cái gọi là đau. Chứ cái duyên, nhiều cái duyên hòa hợp sinh, chứ không có cái ai trong đó cả. Không có cái ai nào hiện diện trong cuộc đời này, cái đó là đạo Phật. Nói ai khổ là câu hỏi đó không đúng với phù duyên khởi. Như vậy là tà kiến phi Phật giáo. Vì thế thành hạ già chết do đô sinh thì nó do sanh, cái chuyện đơn giản là do sinh. Nhưng mà mãi cho đến khi Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề thì ngày cuối cùng dưới cội Bồ Đề, ngày mình thấy chuyện này thành mình trật cũng can chi. Là bây giờ mình học mà mình trật thì uổng, học xong rồi mà trật thì uổng. Nhưng mà nếu chưa học mà trật thì bình thường là Đức Phật cho đến khi đó mới thấy chuyện này.
thì tôi kể một cái lộ trình để quý vị thấy về duyên khởi này. Duyên khởi này phải nói nhiều lần và nhiều lần mới hết được, chứ không thể nói trong một buổi như thế này, bởi vì hẳn phải lặp đi lặp lại hoài. Thì quý vị phải sáng ra, sáng một lần một chỗ này thôi, mình có thể học, nếu cần mình học cả tháng cũng được nữa, thì khi đó mới thấy được Phật pháp. Còn nếu không thấy nó là không thấy gì hết cả, pháp không thấy. Thì Đức Phật đến thế này, khi mà ngài nhận rõ khổ đau rồi, là chuyện đó ngài biết khổ đau là gì, là khổ đế đã biết rồi đó, kinh nghiệm rồi, thì ngài đi tìm vì sao khổ đế, vì sao khổ và làm thế nào để đoạn khổ, tìm cái tập, cái diệt, cái đạo, tìm cái con đường là đạo để đi đến cái diệt, mà phải tìm ra cái nguyên nhân đã. Thì ngài đi hành đến hành thiền định về ngoài đạo, về ông Larakalama, về ông Uddaka Ramaputta, đắc đến phi tưởng vi tư tưởng sự định. Sau đó thấy vẫn còn vô minh, không thấy được sự thật, không có được cái chánh trí kiến, thì ngài mới hành khổ hành 6 năm, rồi ngài hành thiền định ngoài đạo nín thở nữa, đau khổ lắm, nhưng mà cũng thấy là vô minh, đầy vô minh, không sáng gì cả. Rồi cuối cùng ngài từ giả tất cả, ngài đi một mình đến Uruvela, rồi ngài đó ở đó ngài hành thiền định của cách ngài trong tư đó, ngài trong tư rồi thì đêm cuối cùng á, khi đó ngài mới thấy bừng sáng lên. Rồi tất nhiên là ngài còn vô định sâu, rồi ngài mới thấy rằng ồ, khổ do cái gì sinh. Ngài còn tự hỏi là khổ do cái gì, do già chết sinh. Ngài hỏi là ngài tự lời tống, ngài tự bực sáng lên, già chết cho cái gì sinh, là do gì nè, già chết do sanh do cái gì sanh. Hậu đó đi ngược như vậy, cái chiều đó là chiều đi về duyên khởi. Và ngài thấy được như vậy mà chưa đến cuối cùng là cái gì, để cho đến hành, hành là tạc ý, tham sân si đó, tham sân si khởi là hành. Hành do cái gì sanh là do vô minh là gì, là do thấy các pháp có ngã tướng. Đó nó đi vào chỗ đó, và Đức Phật ngay như thấy như vậy thôi là Đức Phật đắc được cái túc minh và thấy được vô lượng kiếp quá khứ của mình. Rồi ngài tư duy ngược lại, nếu như vô minh diệt thì hành bị diệt, rồi thức bị diệt, chánh sắc bị diệt, rồi đến khổ diệt. Như vậy là đi một chiều thứ hai, căn thứ hai ngài đắc được cái thiên nhãn minh, thấy được cái nhân quả nghiệp quả của chúng sinh nữa. Rồi có căn thứ ba ngài tư duy như vậy hai lần xuôi ngược, thì có căn thứ ba ngài đắc được cái túc mình minh, lầu tầng minh, là đoạn trừ tất cả lậu hoặc đấy, tự nhiên đoạn trừ lậu hoặc và thành tu diệu pháp. Rồi ngài tiếp tục ngồi như vậy mà hướng thiền định lạc, và tiếp tục tư duy cho đến căn năm lúc sau sau mai mọc là đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, cái gọi là đạo Phật là cái nội dung cái bài mình đang học đây, là nội dung là duyên khởi đó, thấy được nó là đạo Phật. Và từ đó, từ cái sự kiện này, Đức Phật trở thành Đức Phật là bậc Thế Tôn, và từ đó ngài chuyển vận bản sách pháp và đạo Phật có mặt cuộc đời này. Nó mở ra một cái dòng tam tạng kinh điển. Vì sao không hiểu chỗ này là cái gốc của mình thì không hiểu được tam tạng và không hiểu được Phật giáo. Thành từ cái gốc là 12 nhân duyên, quý vị thấy đấy, có chú trước tứ đế cũng được, là sau đó ngài chuyển thành tứ đế cũng được. Nhưng mà quý vị biết đây, trong bài này là tứ đế dùng như một phương pháp để mà hiểu từng chi phần, hiểu cái cơ bản là 12 nhân duyên, là tứ đế 12 nhân duyên là nó cuồng với nhau, không thể tách rời nhau được. Đừng có cho rằng là tôi chủ trương rằng tứ đế mới căn bản, không phải. Duyên khởi là căn bản, là đích điểm. Rồi trong duyên khởi triển khai ra tứ đế, triển khai ra ngũ uẩn, triển khai ra nhân quả, vân vân, mấy bốn giả lý đó là cùng một gốc cả, một chỗ cả. Thì đây là ngài triển khai qua cái duyên khởi. Thì chi thứ nhất là khổ, chi thứ hai là già chết, và cứ như thế cả đi lần về. Thì quý vị, nếu tôi hỏi như thế này, khi mà hỏi khổ do cái gì sanh, bây giờ quý vị trả lời thế nào? Hồi nãy tôi nói là trả lời nếu do mình làm ra, người khác làm ra, và do mình và người khác làm ra đều tất cả, thì bây giờ quý vị trả lời theo duyên khởi đó là trả lời thế nào? Khổ do cái gì sinh? Do gì nè? Do gì? Do ai hả? Ai nói do gì? Khổ là thuộc cái gì nè? Khổ thọ phải không? Thọ phải không? Khổ là thọ, khổ lạc là thuộc thọ ứng, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ phải không? Thì khổ do cái gì sinh? Do xúc là cái trí trước đó, hàng có xúc mà có thọ, chứ không những đùng mà đó, không đùng lừa, thì không có xúc nóng, không có khổ với cái nóng, có xúc nè, chứ hẳn do ai hết, không bị mệt. Do xúc lừa thì có cái khổ lừa, do xúc về cuộc đời thì có cái khổ về cuộc đời, do xúc kinh tế thì có cái khổ kinh tế, vì vậy đấy, xúc, thành hê cứ nói là khổ về lạc á, là thuộc về cảm thọ, thì thọ cứ 12 chi nhân duyên như vậy, thì mình cứ trả lời tất cả. Đức Tôn giả Xài Lợi Phất nhờ hiệu cái này, ngài đứng xuống lưng Đức Phật hầu quạt thôi, có 3 tuần lễ, và Đức Phật dạy một hồi ngài thống hết cả pháp giới,
Vì Ngài mới tuyên bố là từ đây về sau mà Đức Thế Tôn mà có hỏi tôi 7 ngày 7 đêm về cái pháp giới vũ trụ này, tôi cũng trả lời sống suốt à. Đấy, bây giờ hỏi chỉ cứ 12 nhân duyên mà trả lời thôi. Giờ quý vị đừng có đi vô những phạm trù hụ ngã mà bị bế tắc này. Cứ hỏi khổ, mình biết cái họ hỏi đó thuộc cái phạm trù nào trong 12 chi á. Thì mình biết khổ, về lạc, về không khổ, không lạc đâu, chỉ xả rồi gì đều nằm trong cái hỷ đó vân vân. Là đều thuộc thọ quần, thuộc cả thọ, chi phần thọ. Và thọ á, thì do xúc sinh, cứ đi về như vậy. Rồi hỏi xúc do cái gì sinh nữa, hỏi như cái trò chơi hồi nhỏ mình hay hỏi đó, hỏi không bao giờ dừng. Hỏi cứ đi quanh vậy. Thì 12 chi phần nhân duyên mà thôi. Thì quý vị biết là do mà hiểu được như thế này á, hiểu các pháp mà hỏi từng chi như thế này, các pháp đó là hữu vi. Khi mình thông tất cả các pháp hữu vi á, thì gọi là thông đạt được vô vi. Hiểu rõ các pháp hữu vi là thông đạt vô vi. Tu là phải tu cái hữu vi thôi, để thông đạt hữu vi là hiểu rõ vô vi. Còn không nói vô vi là gì được hết. Cái pháp vô vi đó là niết bàn đó, là mà hiểu rõ vô vi thì cái pháp là chừng đó thôi. Hiểu duyên khởi. Chứ bây giờ tôi đặt câu hỏi này thì quý vị trả lời thế nào? Tư duy do cái gì sinh? Tư duy do cái gì sinh? Quý vị nào trả lời này? Tư duy do cái gì sinh? Theo dứt khởi để trả lời. Tư duy là thuộc gì nè? Trong 12 chi nè? Thuộc thức à? Thuộc hành. Hành là phải tư duy. Thức rồi, thức có trong đó hết á. Tất nhiên nói là nói một chi do cả 12 chi cũng có, phải không? Nhưng mà hành, tư duy á, tư duy mà hàng mày cái ái mà khởi có hữu ngã đó, tạc ý đó, cái là hành. Tạc ý đó, tạc ý mày gọi là thân hành khẩu hành, ý hành á, ý hành rồi mày có thân hành khẩu hành á. Như vậy hành, nếu tư duy thuộc hành thì tư duy do cái gì sinh? Vô mình, đơn giản, vô mình là gì? Là thầy hữu ngã hả? Do có hữu ngã, chấp có hữu ngã mới tư duy. Bây giờ nó triết lý này. Triết lý này là mình đối thoại cả toàn triết lý còn lại của thế giới đó, chứ không phải là bây giờ nói thế này. Cái tư duy, khi nào tư duy vận hành được? Đấy là ba nguyên lý căn bản mà Aristotle, một cái nhà luận lý học mà thời bên Hy Lạp đó, lâu lắm rồi, ông này là số 1 đó. Ông nói như thế này. Có ba cái nguyên tắc căn bản để mà tư duy vận động. Mà dù các bạn có chống tôi, không chống tôi, chấp nhận tôi, thì các bạn cũng phải tư duy trên ba cái luận lý này. Nếu các bạn chấp nhận ba luận lý này, các bạn cũng tư duy trên ba luận lý này, ba nguyên lý này. Nếu các bạn từ chối ba nguyên lý này, thì các bạn cũng phải tư duy trên ba nguyên lý này. Tuy nhiên cuối cùng nghĩa là ba luận lý là bắt buộc. Nguyên lý thứ nhất là thế này, gọi là cái gì đồng nhất. Để làm là tôi viết bạn cái gì đồng nhất như thế này. Một vật á, mà anh gọi là A là mãi mãi gọi là A, không được đổi tên. Gọi là đồng nhất, hắn kỳ cứ mãi mãi đó, hắn cứ A hoài. Bởi vì sao vậy? Ông nói như thế này, nếu như mà khi anh gọi A, khi anh gọi B thì không bao giờ anh tư duy được, không bao giờ anh nói chuyện với ai được hết, anh truyền đạt tư tưởng được. Vì sao? Ví dụ như bây giờ tôi gọi là viên phấn, nhưng lát nữa ra khỏi phòng tôi mà quy ước rằng là đây là ly nước, thì khi tôi gọi đem viên phấn, tôi quy ước viên phấn là ly nước, thì quy ước ngược lại. Viên phấn là ly nước, mà ly nước là viên phấn. Để khi mà tôi gọi muốn đem ly nước lại, thì lúc bây giờ tôi gọi đem viên phấn lại, thì họ đem viên phấn thiệt, phải không? Là mới quy ước viên phấn là viên phấn á. Thì khi đó mà hiểu nhau, sao là tôi đổi cái viên phấn là ly nước rồi. Khi tôi muốn nói ly nước thì thành viên phấn, mà khi tôi nói viên phấn thành ly nước, lộn xộn. Mà bản thân mình cũng tư duy được nữa. Tư duy là gì? Hẳn là cái sự vận hành của những cái vấn đề, những cái ý niệm. Ví dụ như tôi đi chờ, thì phải có cái ý niệm, cái có cái ngã tính của cái tôi là gì đó nè, định nghĩa quy ước tôi là gì nè, đi là gì nè, đi là khác đứng, khác nằm, khác ngồi vân vân nè, đi chờ là gì à, rồi khi đó cho mình đổi từ lại nè, thì bây giờ khi nó nằm gọi là đi là cũng ai hiểu cả. Thành thì hẳn phải có nguyên tắc là phải quy ước với nhau, nguyên tắc đồng nhất. Mà quy ước như vậy là gì? Nghĩa là hàm ẩn có một cái tiền giả định rằng là các pháp có một ngã tính thường hằng, phải không? Không thay đổi đó. Phải như vậy mới tư duy được, mới truyền đạt tư tưởng được. Thì có cái ngã như vậy là họ đã từ tư duy, muốn để cho tư duy vận hành mà phải chấp nhận có một cái ngã. Ngã gần như là một sự thật. Rồi nguyên lý thứ hai là nói thôi được. Khi thì nếu anh muốn đổi, khi anh gọi A thì gọi B cũng được. Nhưng mà hoặc là A hoặc là B thôi. Chứ còn anh gọi anh thay đổi thì cũng hiểu được. Hoặc là A hoặc là B. Còn nếu như anh gọi mà anh cứ sao trộn á,
khi thì A, khi thì B thì không tư duy được. Rồi cái thứ ba ông nói thế này, nếu như mà anh gọi khi thì A, khi thì B thôi cũng được đi, nhưng mà không được nửa A nửa B. Nửa A nửa B không ai hiểu gì cả, nói mà nửa trắng nửa đen không ai hiểu gì cả. Phải A và B cho rõ ràng thì tư duy mà vận hành được. Thì hai cái nguyên lý sau này là gọi là nguyên lý cấm mâu thuẫn và nguyên lý triệt tam, không có cái thứ ba đó, vừa A vừa B không có. Thì ba nguyên lý này là cũng là nằm chung một cái nguyên lý, là nguyên lý đồng nhất mà thôi. Nguyên lý đó là giả định rằng các pháp có ngã tướng, ngã tướng có thường hằng. Cái đó là gì? Nó thực sự là sản phẩm của tư duy. Tư duy khi nào hữu ngã cả có ngã tướng. Và vì vậy cho nên quý vị biết rằng là thực sự trong khi cuộc đời ấy, thì có gì mà đứng yên một chỗ không? Một phút trước, phút sau mình đã khác, mình thở ra bao nhiêu thảm khí, mình hít bao nhiêu dưỡng khí, máu thay đổi bao nhiêu hồng huyết cầu khoái, rồi bao nhiêu biến chuyển cả, tóc tai, cả, nếu mà nhìn chút kỹ là biến chuyển hết. Mà dòng đời tất cả mọi hiện tượng là trôi chảy. Trôi chảy là gì? A không phải là A. A là A1, A2, A3, A4, AN, thì đó là thực tế, thực tại. Sự sống là sống với thực tại này. A là bằng AN, chứ không phải A. Mà trong khi đó, tư duy bắt, khi tư duy là bắt vũ trụ được yên thiên thiếp, tất cả là có cái ngã cố định. Thì cái đó là quý vị biết cái này là tà kiến, nó đi khác thực tại. Và chính cái tư duy này nó đang chế ngự nhân loại, chế ngự văn hóa mình. Và cái đó là chế ngự nuôi dưỡng một cái tà kiến. Và đó là nuôi dưỡng gốc của khổ đau, và nuôi dưỡng của tham tùy miên, sân tùy miên và kiên mạng tùy miên. Quý vị thấy cái ngã nè. Và từ cái ngã, vì anh phải đặt ra như thế này, anh phải đặt ra chứ có trực tự. Anh phải đen ra đen, trắng ra trắng, dài ra dài, ngắn ra ngắn, rõ ràng phân minh. Thì cái này mà gọi là cái Descartes cũng nói rất văn, rất đông, rất suy đó. Tôi tư duy, tôi hiện hữu là bởi vì cái ông này, nỗ lực của ông này là viết ra để chứng minh thượng đế tồn tại. Mục đích để chứng minh thượng đế tồn tại. Vì sao? Bởi vì thời đó là thời khủng hoảng của bên đạo của ông á. Thấy ông muốn chứng minh thượng đế tồn tại. Thì là như thế này. Khi mà đặt ra minh rõ ràng, minh và biệt rõ ràng á, trắng ra trắng đang đang có trật tự, gọi là đặt thành một cái, lập thành một cái trật tự tư duy. Và cái tư duy này khi đi vào cuộc đời là hàng xếp đặt trật tự sự vật, và nó là công cụ nó đi tìm hiểu giá trị cuộc đời và sự thật cuộc đời của vũ trụ. Cho nên chi nó phải đặt có trước có sau, có trước có sau trật tự, mà nó phải xếp tất cả sự vật trên một đường thẳng trật tự. Có trước có sau phải đường thẳng, như vòng tròn với vòng xoáy thì không có trước có sau gì cả. Mà đã có trước có sau là phải có trước nhất. Và chính tư duy này nó làm cho một cách hữu lý rằng là cái đấng thượng đế phải có mặt đạo cuộc đời của bạn. Nguyên nhân đầu tiên, cái này là tà kiến. Ở duyên khởi không có nguyên nhân đầu tiên, nên ở duyên khởi này đạo Phật phủ nhận nguyên nhân đầu tiên. Hệ mà ai chấp nhận có ngã tính, có cái ism mà, cái ism đó, cái ism mà, cái ism cả cái chủ thuyết đó, là đều mang ngã tính cả, cho rằng phải như thế này cuộc đời, phải như thế này, phải như thế kia là ngã tính. Và cái đó là rơi vào tà kiến theo đạo Phật. Tà kiến đây là nghĩa nhẹ thôi, chứ không có cái xấu xa rất rõ, nhưng mà đều khổ đau rồi đấy. Tà kiến. Và chính cái này mình đẻ ra các hành động tham sân và si, và nuôi dưỡng tham tùy biến, sân tùy biến và si tùy biến. Đây là điểm mà khác biệt giữa đạo Phật và cả học thuyết còn lại. Và đây là cái điểm mà mình phải đi vào, từ đó mình mới đề khởi công phu được, mình giải thoát được. Còn nếu như mình đi vào cái này thì mình đề khởi công phu được. Vì thấy thành thử chính cái tư duy nó đẻ ra mọi giá trị cuộc đời. Mình đang sống trong một cái thế giới mà chính tư duy là thượng đế, chứ không phải là thượng đế thật đâu. Nó đẻ ra mọi giá trị cuộc đời, và nó trói buộc tất cả mình trong cái thế giới giá trị đó. Đau khổ vô cùng. Và cái thế giới giá trị đó bên tàu vậy, tàu nó đẻ ra cái thế giới, bởi vì nhân nghĩa lệ trí tín đâu vào đó, phải trực từ. Còn xã hội họ cái chiến tranh rối loạn, cho nên cái nhu cầu lịch sử của họ là thiết lập trực từ. Và họ mới đặt quy ước nhân là như thế này, nhân như thế này là nghĩa, như thế là lệ, và như thế nào là nhân, như thế nào là hiếu. Nghĩa là bố mẹ nói không nghe là bất hiếu, vua mà nói không nghe là bất trung, như bố chết không chết là bất trung. Nó đặt ra toàn những cái công thức mà làm chết con người không ai sống cả, toàn những công thức rồi sống. Mà không có con người sống, làm rằng ta vừa hệ mà vua nói một đường mà ta yêu bố mẹ, ta đều phải hiểu đạo, mà không được, không nghe vua là chết rồi, con đâu mà hiểu. Mà nghe vua mà chết là bất hiếu rồi. Thành con người khi nào cũng chết thì hoặc là chết vì bất hiếu, hoặc chết vì bạc tình, hoặc chết vì bất trung, hoặc chết vì bất nghĩa. Còn sống là sống giật giờ, sống khổ sở, sống rất người. Là một cái văn hóa như thế, nhưng mà họ không thể làm gì khác. Cho đến khi Ngô Thừa Ân mà việc Tây Du Ký, mình gọi là cứ một phái đoàn Đường Tăng qua Tây Trúc để gọi là có Tô Ngộ Không đến học ngài Tu Bồ Đề bên cái tàng nghĩa Tam Tinh Đồng là Đồng Tâm á, học cái vô ngã thì dứt khởi đạo Phật đã. Tô Ngộ Không là vậy,
ngồi không được vô ngã. Rồi từ đó mình lên đường hầu ngài Tâm Tạng qua Thịnh Kinh về để mà cứu dân Đông Thổ là dân Tàu, tuy nhiên cứu văn hóa Tàu vì đấy. Nhưng mà một cái tiếng nói rất là trí tuệ, là tiếng nói bom nổ đó, bom thử là loại hướng của biểu tử. Nhưng mà nếu mà búng ra thì là chết ngay, ra đứng đầu như không. Thành ông để đó, việc sau ông để đó, rồi ông chết xong rồi sao mấy người bàn lấy rồi in tiểu thuyết đọc chơi mình giải trí, rồi quý phim giải trí chơi. Nhưng thực ra đó là tiếng nói để mà thay đổi văn hóa. Văn hóa Tàu nó làm điên đảo, nó làm cho khổ sở của người nó trở thành khổ sở quá, đẻ ra nhiều bi kịch đầy nước mắt. Thì vì vậy cho nên phải có tiếng nói vô ngã để thiết lập lại giá trị cuộc đời. Đừng để tư duy chế ngự vừa phải thôi, một cách nào đó vừa phải thôi. Rồi phải để cho nó phải nhường chỗ lần lần một cái giá trị nhân bản, giá trị trí tuệ, giá trị vô ngã, giá trị nhân bản và trí tuệ, giá trị sự thật đó. Người ta có thể sai lầm, người ta sửa. Hành động sai lầm chứ không phải có người sai lầm. Hành động sửa, sai thì sửa. Chứ có gì mà thiệt ra là nếu mà đúng nhân bản là nhiều khi cũng khó bộ tù người ta lắm. Nghĩa là chỉ có giáo dục gọi là cải tạo đó, thì cải tạo là rất hay, là để cho người ta đổi, có điều kiện người ta đổi. Còn không có cái tội tử hình là vì vậy, bởi tội chia ra cũng do cái ý như sinh rồi đổi cái ý thôi. Đừng giết con người, những cái hành động sai thì sửa cái hành động thôi. Nó có pháp luật, nó thay đổi, giá trị thay đổi, rồi thái độ sống thay đổi. Và ở trong cái này mình xây dựng tinh thần tập thể mới lớn. Bởi vì vô ngã rồi ấy, thì tất cả cái ngã, cái ranh giới nó bị chặt đi. Nó biết rằng mình cùng liên hệ trong cái giới khởi, liên hệ giới chuyển. Mình vì mối sinh là một, mình sẽ bảo vệ mối sinh, không có làm ô nhiễm mối sinh nữa. Bởi mối sinh mối nhiễm mình chết. Bởi vì Tí Ba Va trong 12 chi nhân duyên, hữu là Ba Va là thế giới. Mà mình hiện hữu là phải có Ba Va hiện hữu nữa, 12 chi cũng hiện hữu. Mà Ba Va đã ô nhiễm rồi là mình ô nhiễm rồi, phải không? Mình ô nhiễm rồi là mình chết ngay, là phải bảo vệ cái Ba Va, là bảo vệ cái hữu. Là từ là bảo vệ. Còn tập thể là cũng tập thể của mình, cũng là tạo ra mình nữa, trong xã hội đó, cũng nằm trong Ba Va nữa, và nằm trong cái tha liên hệ với mình nữa. Mà mình hại, nếu mà tập thể hại á, bị hại, bị khổ, bị sợ, mình hành hạ người ta, mình cũng khổ đó. Trước sau mình cũng khổ thôi, thì mình cũng khổ, rồi cuối cùng mình sẽ bảo vệ người ta. Tuy nhiên mình muốn thương mình là thương hết cả cuộc đời. Thành cái đề này nuôi dưỡng tình thương, có cái cơ sở nhận thức đó mới có một cái thái độ sống nghiêm chỉnh, bảo vệ mối sinh, và sẽ có tinh thần tập thể rất lớn. Bởi vì nếu sống vì kỳ là nuôi dưỡng cái ngã, cái tối là cái nó nuôi dưỡng tham tùy miên, sân tùy miên và ngã kiến mạng tùy miên. Nhưng mà sống vì tập thể quên mình á, cũng giống như về lòng từ bi đó, vì đại cuộc, vì cái thế giới, vì cái nhân loại, vì quốc gia, thì cái ngã cái tối